Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng các cái quy trình làm đồ thờ cúng của chúng tôi. Trong video này chúng tôi giới thiệu đó là một công trình quy trình thép vàng, chiếc bàn thờ Osa bằng chất liệu gỗ gụ có kích thước là dài 2m37, rộng 1m27 và cao 1m27 cho khách hàng ở Đông Anh, Hà Nội. Sau khi chúng tôi làm các cái quy trình công đoạn sơn cầm và bây giờ đã được đổ nước thì chúng tôi bắt đầu dán các cái lá vàng. Đây là vàng Đài Loan. Khác với vàng mình, vàng 4 số 9 thì vàng Đài Loan nó có cái hình thù lá nó là lá to, còn vàng ta, vàng mình, vàng 4 số 9 thì lá vàng rất là nhỏ. Vàng Đài Loan này thì tất cả quý khách hàng trên toàn quốc đều mua được với cái giá thành rất là rẻ. Còn vàng ta, vàng 4 số 9 thì trên cả nước chỉ có một làng nghề duy nhất, đó là làng nghề Kiêu Kỵ sản xuất ra, không có làng nghề thứ hai. Nhưng nếu nói về vàng Đài Loan thì rất nhiều nơi bán. Tất cả trên thị trường toàn quốc đều có. Hôm nay cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành giới thiệu quy trình thép vàng đồ thờ cúng cho quý khách trên toàn quốc biết được quy trình thép vàng Đài Loan như thế nào. Những người thợ của chúng tôi sau khi làm nước sơn cầm bắt đầu đi vào thép vàng. Và toàn bộ các cái miếng đục của chiếc bàn thờ Osa này đã được chúng tôi tháo rời. Và cũng là thép vàng bên ngoài chứ thép cùng một lúc là không được. Trong các video clip lần trước, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đã giới thiệu rất nhiều phần mộc, các cái bộ bàn thờ Osa kích thước phổ thông 1m97, dài 2m17 và 2m37, chân 12, chân 14 bằng chất liệu gỗ gụ, gỗ rổi, gỗ mít. Chúng tôi đã làm ra rất nhiều chiếc bàn thờ Osa để đáp ứng tới thị trường cũng như là cung cấp cho các cái tỉnh lẻ, các khách buôn cũng như các khách dùng trên toàn quốc các cái mẫu bàn thờ Osa. Bàn thờ này hay còn gọi là bàn thờ lối cổ của các cụ ngày xưa để lại. Và gần đây cũng được chúng tôi cải biên mẫu đi một chút xíu để cho sinh động hơn. Và sau khi thép vàng như này thì chúng tôi sẽ dùng các cái chiếc chổi lông cực nhỏ để làm mịn các cái lá vàng vào trong gỗ và nó sẽ lại hiện ra các cái hình thù của chiếc bàn thờ Osa, đó là các cái ngũ phúc kim tiền và các cái dây dưa lộng. Thì chúng tôi đang thép vàng cả cửa võng, câu đối, cuốn thư. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đồ thờ cung ứng ra ngoài thị trường trung bình một tháng rất nhiều các cái sản phẩm, chúng tôi không kể hết được. Thì quý khách nhớ đăng ký kênh để xem các cái công đoạn quy trình trực tiếp của chúng tôi. Và sau video clip này chúng tôi sẽ phát trực tiếp công đoạn dát vàng ta bộ hoành phi câu đối cho khách hàng ở Quảng Ninh. Đồ Gỗ Hiền Lành cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng trên toàn quốc đã tin tưởng và trao trọn niềm tin cho chúng tôi, và quý khách đã đặt hàng online các cái sản phẩm đồ gỗ, đồ thờ cúng, đồ gỗ phòng khách. Thì chúng tôi sẽ phát trực tiếp tất cả các sản phẩm của quý khách đã đặt hàng trên kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách có thể tìm về địa chỉ Đồ Gỗ Hiền Lành ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để xem trực tiếp các cái sản phẩm đồ gỗ. Và khi thép vàng như này thì yêu cầu những người thợ của chúng tôi thao tác tay cũng rất là nhanh nhẹn mà tỉ mỉ đến từng cái chi tiết nhỏ nhất. Vì là lá vàng Đài Loan nên chúng ta phải thép nhanh, nhưng nếu là vàng ta thì yêu cầu người thợ tỉ mỉ gọt giũa và không thể làm nhanh như vàng Đài Loan được. Vì vàng ta nếu như làm sai sót một chút nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Chúng ta sẽ lại phải làm lại từ đầu. Không như vàng Đài Loan. Quý khách có thắc mắc gì về các cái sản phẩm đồ thờ cúng
hay cũng như đồ gỗ phòng khách thì quý khách hãy bình luận ở phía dưới video, chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp thắc mắc. Quý khách hãy liên hệ về hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của quý khách. Cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng như tượng thờ, ngựa thờ, khám thờ và các cái ngai thờ. Quý khách đã dùng lâu năm và có xuống màu thì chúng tôi có nhận trùng tu. Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng sản phẩm. Và trên mình các bạn đang xem đây là chúng tôi thép các lá vàng xong thì sẽ dùng các cái chổi lông rất là nhỏ để miết cái vàng vào gỗ được bén sát hơn. Như các bạn đang xem đây, các họa tiết hoa văn đã được dán các cái lá vàng lên và nó sẽ mang màu vàng. Và sau khi thép vàng như này, chúng tôi sẽ để khô, rửa nước xong bắt đầu với lại lộng son. Quy trình lộng son và quy trình phủ là quy trình cuối cùng. Khi phủ là chúng ta phủ bằng sơn Nhật, mà sơn Nhật thì trên thị trường đang bán với giá thành rất là cao. Nó đem lại các cái độ bền cho đồ thờ được lâu hơn. Quý khách lưu ý là chúng ta nên phủ bằng sơn Nhật. Chúng tôi phải làm rất nhiều nước thì mới thép được cái lá vàng vào như này. Trải qua rất nhiều lần lót. Và chúng ta nên làm bằng sơn ta thì nó sẽ bền hơn. Quý khách có nhu cầu làm về bàn thờ ô sa, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi sản xuất trực tiếp không qua trung gian. Quý khách hãy liên hệ theo hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi vừa về thép vàng dạ tiền xong, bây giờ chúng tôi bắt đầu tiếp tục thép vàng sang dạ ngang, tức là sang bên hông. Và trong video clip sau, chúng tôi sẽ giới thiệu bộ đầy đủ hoàn chỉnh chiếc bàn thờ ô sa. Cảm ơn quý khách đã xem video và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.